nay công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia này bán giao hàng tập 2 đợt 2 cho công ty Becho Mix Bình Minh ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Đây, đợt trước là bên em đã bàn giao một lô là phòng họp VIP, phòng khách VIP. Cho đang đợi sếp về đấy. Đây là căn phòng của hôm trước. Hôm trước là công ty Phạm Gia đã bàn giao. Cháu còn 4 cái thì 1 cái chuyển lên phòng chủ tịch rồi. Còn 3 cái đang đợi chủ tịch về để. Còn 4 cái này. Dạ vâng, chỉ còn 4 cái. Dạ không ạ. Chỉ còn 4 cái lẻ thôi. Bàn con ấy hết rồi, đủ hết rồi. Đủ chưa? Đủ rồi. Còn thiếu mà. Đây hôm cho chuyển đủ rồi. Tại bàn con hôm trước chuyển. Nhưng mà đang thiếu phòng dạ. Phòng quyền nhưng mà đang mượn cái bàn rồi. Đây hiện tại đang ở công ty Becho Bình Minh. Đây. Anh chị em tham khảo. Đây. Toàn bộ sản. Ở giữa này không, hôm trước cô Bình bảo thôi, không làm bàn ở giữa này nữa. Đợt trước là nhập làm với chú, nhưng mà xong lại bảo thôi không làm ở giữa nữa. Phòng dát vàng đẹp thật. Phòng phải dát vàng mà nhìn đẹp. Cái đợt trước anh em cho đến giao hàng là chưa dát vàng này. Chưa làm xong, bây giờ mới làm xong nhìn dát vàng. Đợt 2 quay lại thì dát vàng đẹp bao nhiêu? Đã xong rồi. Còn hạng mục nào nữa chú? Còn hạng mục ngang thì đã làm xong rồi. Còn rất nhiều hạng mục của công ty Becho Bình Minh đây. Tòa nhà văn phòng rất là đẹp. Nếu anh chị em nào yêu thích những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp của công ty đồ gỗ Phạm Gia thì có thể liên hệ trực tiếp với các công ty theo số hotline là 0972 971 555 hoặc 084 28 27 555.